Và thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng thêm khoảng 10 đô la Mỹ một tấn. Theo đó, gạo 5% tấm đã ở mức khoảng 470 đô la Mỹ một tấn, tăng từ 10 đến 12 đô la Mỹ so với đầu tháng 12 năm 2022. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp như công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời, công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An đã ký được hợp đồng xuất khẩu 450.000 tấn gạo sang EU, Malaysia, Singapore. Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhận định, năm 2023 xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội bứt phá khi nhiều thị trường nhập khẩu gạo lớn như EU, Trung Đông, Trung Quốc, Philippines mở cửa.